Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang cầm trên tay để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là công tắc gạt mưa của Toyota Vios 2003 đến 2005. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây chính là cái công tắc gạt mưa của nó này, sẽ điều chỉnh gạt mưa theo ý của chúng ta này. Khi mà có mùa, nhất là mùa mưa phùn thì phải chúng ta phải gạt. Đây là phần giắc điện của nó này. Đó. Phần bên trong là phần bảng mạch điện tử này, điều khiển này. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.